Rồi chào bạn, tin bụi đời Sài Gòn với Lốc xin chào bạn nha. Hôm nay lâu quá mình mới ra đường, mình quay đường phố Sài Gòn hút ở xã Đa Phước các bạn. Huyện Bình Chánh các bạn. Bây giờ mình đang đi trên đường quốc lộ 50 về xã Đa Phước, huyện Bình Chánh các bạn. Lúc này là gần 7 giờ tối các bạn, 7 tối. Đường ở dưới Long An lên rất đông các bạn, rất đông. Đó mình đang chạy về hướng Cầu Thịnh các bạn, còn ở dưới ngược chiều lại lên Sài Gòn các bạn. Đó. Quá đông các bạn. Tại hôm nay là ngày cuối tuần Chủ nhật các bạn. Đó, buổi tối mình đi làm mình quay cho bạn xem luôn các bạn. Đó, hôm nay ngày Chủ nhật, sáng ngày mai là ngày thứ hai bạn, để người dân dưới quê lên Sài Gòn rất nhiều bạn. Đường này đi về Tiền Giang, Bến Lức đồ được hết các bạn, Cần Giuộc đồ, Bến Tre được luôn các bạn. Các tỉnh miền Tây đi đường này được hết các bạn. Nếu mà người nào nằm hướng bên này là đi được hết. Đó, một buổi chiều, buổi tối này hơi trời chuẩn bị đổ mưa các bạn, đổ mưa may quá trời đúng rồi. Đó, hôm nay là mình đi làm luôn giấc buổi tối để quay bạn xem luôn. Đó, trời may quá trời bạn, tối nay chắc mưa bạn ơi. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2024 rồi bạn. Ở đây là tháng 3 là nhanh ghê luôn bạn. Nó đường bên kia đổ ngược chiều lại dưới miền Tây lên bạn, rất đông các bạn, rất đông. Lâu quá mình không qua ra clip cho các bạn xem. Hôm nay mình ra clip khúc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho bạn xem. Trời đổ mưa bạn ơi, may quá trời luôn, chuẩn bị sắp mưa bạn. Đó, lúc này là đường trên quốc lộ 50 các bạn. Lúc này kinh tế ở Sài Gòn hơi ổn tí các bạn, ổn tí rồi. Đó, các bạn có việc làm thì lên Sài Gòn tìm việc các bạn, cũng có hơi việc làm hết các bạn. Buôn bán cũng tạm được các bạn, tạm được rồi. Đó, hai bên đường giờ cũng hơi đông đông các bạn. Lúc này hồi xưa vắng lắm, bây giờ hơi đông rồi các bạn. Đường bên kia là đường ở dưới miền Tây lên, đổ lên Sài Gòn để đi làm bạn. Phải ngày nghỉ cuối tuần người ta về quê bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, tối nhật rồi. Sáng mai là ngày thứ hai rồi. Để người ta lên người ta làm việc bạn. Bắt đầu một tuần tối bạn. Đạt đầy năng lượng luôn bạn. Đường của lộn vui chạy rất nhiều bạn. Xe chạy vui lắm bạn ơi. Rồi bây giờ mình quẹo vô nghĩa trang Đa Phước, xã nghĩa trang Đa Phước bạn, bãi rác Đa Phước luôn bạn. Đó, đường này còn đêm vắng rồi các bạn. Lúc này xe rác chưa về các bạn, tại thường thường nó 7 giờ rưỡi 8 giờ nó cho xe rác chạy các bạn. Bây giờ đường đang vắng mà chỉ bắt đèn chiếu sáng một bên thôi.
tối bên đây mắc nhiều bạn. Đang vô nghĩa trang Lao Phước bạn, cách cộng hình 3 cây số bạn, 3 cây, gần 3 cây bạn, gần 3 cây hướng vô nghĩa trang Lao Phước bạn. Bạn đi đường này vắng lắm rồi. Rồi bye bye bạn nha, hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Mình bữa nào mình quay video clip từ đây về huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho bạn xem các bạn. Cuối tuần này mình lên một clip đó các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Bye bye.